Bạn Châu ở Hưng Yên có gửi câu hỏi về cho Thảo Dược Đức Thịnh như sau. Tôi mới sinh được một tháng, được một người hàng xóm cho túi lá xà đen khô, bảo hãm lấy nước uống, giúp phụ nữ sau sinh điều hòa khí huyết. Nhưng sau khi uống được một ngày thì tôi thấy sữa tiết ra rất nhiều. Xin bác sĩ cho tôi hỏi là lá xà đen khô có đúng là có tác dụng điều hòa khí huyết và tăng tiết sữa cho phụ nữ sau sinh không ạ? Tôi xin cảm ơn. Xin chào bạn Châu, thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ trả lời câu hỏi của bạn như sau. Cây xà đen là một vị thuốc đa công dụng. Tác dụng chính của cây xà đen là phòng ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư. Ngoài tác dụng chính thì cây xà đen còn nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, như là giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp điều trị các bệnh về gan, điều trị các bệnh về viêm nhiễm, giúp kích thích tiêu hóa, ăn ngon, ngủ tốt, giúp điều hòa khí huyết. Do có những tác dụng rất là quý đối với cơ thể nên kinh nghiệm dân gian thường khuyên là dù người bệnh hay là người bình thường không bệnh gì thì cũng đều nên sử dụng nước uống xà đen hàng ngày. Cũng chính nhờ những tác dụng trên đã giúp phụ nữ sau sinh tăng tiết sữa khi dùng lá xà đen. Đây là một tác dụng rất là tốt, bạn hãy yên tâm sử dụng cây thuốc này hàng ngày bạn nhé. Để biết thêm thông tin về cây xà đen thì bạn có thể gọi vào số điện thoại là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.